bị lừa mất trắng toàn bộ khối tài sản lớn vào một vụ làm ăn kinh doanh, Cẩm Vân bị suy sụp. Nhưng rồi vợ chồng chị buộc phải gạt nước mắt, quyết tâm đứng dậy làm lại từ đầu, cũng bằng một cuộc kinh doanh mới. Vì mong muốn có một cơ sở làm ăn để có nguồn thu nhập ổn định mà lo cho các con ăn học, nên dù chưa một lần thử sức kinh doanh, nhưng vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân Khắc Triệu vẫn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để cùng một đại gia vùng đất mũi xây dựng nhà máy chế biến tôm khô tại đây. Nhưng cuối cùng, toàn bộ tài sản mà vợ chồng chị dành dụng được trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật đã bị đại gia kia lừa đảo, chiếm đoạt hết. Sự việc xảy ra từ năm 2009, nhưng mãi đến năm 2012 thì ca sĩ Cẩm Vân mới chính thức lên tiếng trên báo chí khi đã không thể âm thầm giải quyết. Lúc đó tôi gần như bị suy sụp vì nghĩ mọi đường đi của con mình đã bị cắt hết rồi. Chúng tôi đã đổ hết tiền có được vào đấy, mong có một chỗ thu nhập ổn định để lo cho con ăn học. Vì hai vợ chồng tôi sinh con cũng trễ nên chúng còn nhỏ, bé út mới 16 tuổi. Sự thất bại đó khiến tôi thấy mất hết hy vọng, có lúc tôi rất nản lòng. Cẩm Vân nhớ lại biến cố vừa qua. Có thể nói, dù Cẩm Vân là một người mạnh mẽ, lạc quan đến mấy, nhưng việc vượt qua cú sốc ấy là điều không hề dễ dàng gì với chị. Và gia đình chính là nơi giúp Cẩm Vân vượt qua sóng gió đó. Chị kể, lúc đó vợ chồng chị đều cố gắng động viên nhau mà sống, con cái chị cũng hết lời động viên cha mẹ. Mỗi ngày tôi phải đọc kinh để dằn cảm xúc xuống, ai gọi gì làm nấy, cố làm tất cả để đầu óc không có thời gian suy nghĩ, chị nói. Bởi mỗi khi nghĩ tới các con chị đang học dở dang ở nước ngoài thì lòng người mẹ càng đau quặn thắt, kèm theo đó là tức tối, sân hận nổi lên. Đó cũng là tâm lý hết sức dễ hiểu, bởi vợ chồng chị đã làm tất cả vì con, nhưng kẻ khác đã giáp tâm cướp đi, khiến tương lai con chị như cánh cửa bị khóa lại. Chị chia sẻ là hiện tại thì người đại gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia đình chị hiện ở đâu không rõ. Người đó cũng đã hết cách trả số tiền lại cho gia đình chị vì bản thân họ cũng đang nợ nần chồng chất. Nếu chị làm căng thì có thể họ đi tù trừ. Thế nên chị quyết định xem như số tiền 10 tỷ đồng đó là đã mất trắng rồi. Thay vì trông chờ đòi lại, chị buộc phải vượt qua thất bại đó để làm lại từ đầu, từ con số 0. Được bạn bè và người thân giúp đỡ, chị bắt đầu lại bằng việc kinh doanh quán cà phê ca nhạc. Chị vừa thất bại đau đớn vì kinh doanh nhưng lại tiếp tục lao vào kinh doanh. Tại sao lại như vậy? Cẩm Vân chia sẻ rằng bởi kinh doanh là con đường duy nhất với gia đình chị. Vợ chồng chị không thể ngồi chờ được mời đi hát, dòng nhạc của cả hai thuộc hàng kén, mỗi tuần nhiều lắm chỉ vài xô. Như thế thì không thể đảm bảo cho cuộc sống gia đình và các con đang du học. Tôi nghĩ tên mình và tên anh Triệu cũng là thương hiệu rồi, thì ít nhất 100 người cũng có một người ủng hộ mình, như thế đã là tốt rồi. Có được cơ hội thì mình ráng chăm chút cho quán để giữ khách lại, điều đó thì tôi nghĩ mình làm được. Nghĩ thế nên tôi đã mạnh dạn bước vào kinh doanh một lần nữa, ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ. Một năm đầu thì vợ chồng chị rất vất vả và đều lỗ vốn. Chị lại thú nhận, tôi không có năng khiếu làm ăn, tôi chỉ biết hát thôi nên kinh doanh lận đận, vất vả hơn người bình thường. Thế là suốt thời gian đầu, cả vợ chồng chị phải tiếp tục cày show ca nhạc, lấy tiền bù vào phần lỗ đó để tiếp tục duy trì kinh doanh. Bản thân chị cũng phải tự lấy cơm làm lời, trực tiếp đi chợ nấu cơm trưa để bán. Chị cũng có khiếu nấu ăn nhưng không phải là người giỏi. Những món ngon hay nấu ở nhà, chị mang hết vào quán. Vậy mà thành công, khách ăn đều khen ngon và càng ngày càng đông. Cẩm Vân cho biết, ròng rã suốt nhiều tháng trời, cuộc sống của người ca sĩ bị đảo lộn. Hàng ngày, chị bắt đầu từ 9 giờ sáng phải có mặt tại quán, 5 giờ chiều về đến nhà giặt đồ, sửa soạn mọi thứ, rồi lại đến quán làm đến 2-3 giờ sáng hôm sau mới về. Có thể nói, chưa bao giờ cuộc đời tôi cơ cực như vậy. Nhưng có lẽ đó là thử thách, nhiều lần chị tủi thân như vậy. Nhưng tôi buộc phải dốc hết sức vì nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của đời mình. Gần đây, vợ chồng chị may mắn khi được sự giúp sức của nhiều bạn trẻ năng động, tài giỏi trong việc thiết kế lại quán, quảng bá hình ảnh quán rộng rãi đến mọi người cũng như trong việc pha chế phục vụ. Mấy tháng gần đây, chị đã đỡ vất vả hơn và kinh doanh của quán cũng dần đi vào ổn định về thu nhập. Cẩm Vân xúc động, có lẽ ông trời lại mỉm cười với tôi sau bao nhiêu vất vả cực khổ. Chị khoe, hiện tại quán của chị cũng bắt đầu được nhiều người biết tới, nhiều người ủng hộ, nhiều người khen món ăn ngon, nhạc hay, các bạn phục vụ dễ thương. Bây giờ tôi cũng đỡ hơn rồi, chị nói. Và khi không còn phải tất bật sớm tối với quán, chị lại nghĩ đến chuyện ca hát, làm album mới, điều mà thời gian qua không cho phép chị thực hiện dù rất muốn. Bây giờ quán có các bạn hỗ trợ nên tôi cũng yên tâm hơn. Ban ngày tôi không phải ra đây nữa mà dành nhiều thời gian ở nhà luyện tập thêm
để cho ra đời sản phẩm nghệ thuật mới, chị chia sẻ. Không những thế, chị cũng live show kỷ niệm 3 năm ca hát của mình vào năm sau. Chị cười bảo, năm sau không làm, biết đâu năm kỷ niệm 40 năm không làm được nữa thì sao? Cẩm Vân là vậy, sau 35 năm ca hát mà lửa đam mê vẫn cháy hừng hực trong lòng. Chị nói sẽ hát đến khi nào không thể hát nữa thì thôi. Và có buộc phải quay lại chọn lựa hay mong muốn ở kiếp sau làm gì thì chị cũng vẫn sẽ chọn ca hát cho mình mà thôi.